nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tới đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, huyện đã triển khai xây dựng 3 cụm công nghiệp mới. Huyện Phú Cừ xác định rõ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp. Trong dự án cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, gia đình ông Trần Duy Quắc có một số ngôi mộ nằm trong vùng giải phóng mặt bằng. Từng là lãnh đạo thị trấn Trần Cao, ông Quắc đã đi đầu trong việc nhường đất cho dự án. Mong muốn của chúng tôi là cái dự án của chúng ta là làm sao phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm cho người dân của địa phương. Thì đối với thôn Trần Thượng là chúng tôi có 17 hecta, có 10 ngôi mộ đã có từ rất lâu đời. Chỉ đạo của Ủy ban dân huyện và Ủy ban dân thị trấn Trần Cao thì cấp ủy lãnh đạo thôn Trần Thượng cùng với ban công tác mặt trận đã tiến hành họp thống nhất và mời các hộ dân ra để tuyên truyền vận động về cái giá trị mang lại cái kinh tế phát triển cho địa phương, nhất trí cao và đồng tình ủng hộ. Hiện có 3 dự án cụm công nghiệp đang được triển khai trên địa bàn huyện Phú Cừ là cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng với diện tích 50 ha và đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt trên 70% với tổng giá trị khoảng 580 tỷ đồng. Dự án cụm công nghiệp Quán Đỏ, Đoàn Đào đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự án cụm công nghiệp Đỉnh Cao đang được trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. Thành lập ban chỉ đạo các dự án trọng điểm, trong đó dự án cụm công nghiệp trên địa bàn tạo sự đồng thuận rất cao của người dân. Đến nay 3 cụm công nghiệp đều đã có nhà đầu tư. Cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng đã đang triển khai xây dựng hạ tầng, còn đối với cụm công nghiệp Quán Đỏ thì đã bồi thường cơ bản xong và nhà đầu tư cũng dự kiến là đầu tháng 8 này là sẽ khởi công. Các lĩnh vực thu hút đầu tư chủ yếu gồm công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch theo quy hoạch cụm công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Cùng với đó, huyện định hướng phát triển các cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.